Giờ anh Long đang chở gạo với quà lên đúng không? Đây, nay có anh Long không đi làm về ghé phụ thì nãy vật tư đẩy gạo vô luôn. Chừng mấy chuyến anh là anh Long? 3 chuyến, 3 chuyến. ba chuyến mà hết. Rồi. Rồi. Xin chào cả nhà đã trở lại kênh Thủy Hương Dừa. Thì hôm nay nhà Thủy có phát quà từ thiện, thì cũng có bà con cũng đến rồi. Thì để anh Hiền đọc những mạnh thường quân để mà hỗ trợ cho bà con ở nhà quê Thủy nha. Thì xin chào quý ông bà quý vị và các bạn. Thì xin phép được nêu tên mà thằng Vương có giúp đỡ bữa phát quà hôm nay mà. À, cô Diệu bên Mỹ 10 triệu và cô Tám bên Mỹ 4 triệu. Tổng hai người là 14 triệu rồi. Thì phần quà gồm có đây hiện đọc được luôn ha. 10 kg gạo, một bịch bột ngọt, một ký đường, một chai nước tương, một chai nước mắm, một chai dầu ăn, một thùng mì, một bịch muối và một chai dầu đỗ xanh. Một ký gạo 125.000, một bột ngọt 30, một ký đường 16, nước tương 16, nước mắm 17, dầu ăn 24, thùng mì 60, thịt muối 2.000, chai dầu xanh là 40.000, tổng cộng 330.000 nhân cho 42 phần mà. Thì mà 4 nhân cho 42 phần ra 13.860.000, còn lại 140.000 nó mới được là 14 triệu. Thì dùng số tiền đó mua bánh và mua trà nước để cho mấy em phụ phát quà hôm nay mà. Thì món quà gồm có này. Đây, chai dầu gió xanh, chai dầu ăn, nước tương, nước mắm, bột ngọt, đường, muối, thùng mì và chục ký gạo, một bao này 1 ký gạo. Đó. Thì mình chờ bà con tới đông đủ thì Hiền sẽ phát, mà mình có gửi phiếu cho bà con là 2 giờ chiều và nhắc nhở bà con đi theo đem theo khẩu trang và người cách người 2 mét. Thì mình để đây là 2 cái đai. Đây mình màu gạo thì để như vậy thôi. Thì nó vô để gạo lên trước. Cái này là một phần chứ không để nó xa quá. Đây. Đây, vậy là một người. Đó. Rồi cái thùng này á. Cái thùng này á là mình cầm phiếu vô bỏ ở đây là Hiền với phim thấy rồi. Rồi nhận rồi đi ra. Ra người khác thì vào. Rồi. Thì chờ bà con tới đông đủ thì bắt đầu phát nha mà. Thì có nhờ thêm bảy là 17 miền Tây á phụ phát quà với mình, với anh Long cũng chào cả nhà nha. Với anh Long cũng chúng cũng có phụ chứ với Thủy với vợ của Hồ Nghĩa rồi trong gia đình của mình nha. Anh chị Phương, anh Nghị. Rồi con của anh con của chị Phương, anh Nghị đó. Hai vợ chồng có lên luôn. Đây, rồi thêm em họ của mình tên Hiền. Chào em. Rồi, ở Sài Gòn về nghỉ lễ, ngày nay gặp Thịnh phát quà, nghe em ra phụ với vợ chồng mình. Dạ, con chào bà. Thì bà đây thì cũng mới tới, mình kêu bà vô nghỉ mệt. Dạ, thì cũng mình cũng nhờ mấy cô, mấy gì đồ lợi để mình làm cái món ăn gì sau khi phát quà xong rồi mình làm món ăn lên dọn cho bà con đây ăn nha các bạn. Thì hôm nay á giờ Hiền cũng phép được bắt phát quà các bạn, bắt đầu phát quà nha. Thì ở đây em Hiền á em nhận phiếu. Đây có bà cụ. Ai tới trước thì nhận trước. Rồi bà đi ra ngoài đi, nghe nó phụ huynh nghe cho. Rồi rồi cô tới bà tới đi bà. Chào. Chị Phương. Dạ. Bữa nay chị Phương với anh Nghị cũng đến phụ mình phát quà các bạn. Chị qua nhận hả?
nó có hai phiếu à. Rồi em lại nhận luôn đi. Đâu phiếu vô nhận luôn đi. Đây là dầu nghĩa. Rồi có phiếu tới nhận đi cô. Chú nè, mày nóc lên thẳng da kìa. Chú mày gốc. Mày gốc thì chú mày con. Đây, chú nha. Mới làm hổng hổng ra. Ngày hổng ra cái chút này bị chán. Không có lý nguyệt. Thế hết người này, cái người kia tiếp theo đi. Rồi, nói không? Ý, nói không? Để này tứ đi, rồi. Để lên. Nó rồi đây. Đây luôn ơi. Ở đây à? Tôi. Hả? Ở đây chắc luôn. Để lên phụ quả đi. Phụ người bả ra ngoài này, nếu còn có cái nhận thì vô nhận. Anh đi giùm bà. Dạ.
ghim rậu nó ra đó. Ghim được. Đây có một phiếu của chị Phương nhận dùm cho bà cô ở dưới, bà bệnh đi không được. Thì mình cũng nói chị Phương lên nhận, lên phụ mình rồi nhận cho bà luôn. Chị Phương đây thì chạy xe được, bà chạy được thì cảm ơn luôn nha. Không à, để quà đây rồi ở đây chơi nha. Chứ không phải là nhận để mình không bỏ về nha. Qua đây nè. Từ 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 người em à, nhận xong hết tới đó đó nhận rồi chị đứng lại. Đó, em không ao giật tao, mày tân tướng luôn thôi, tao biểu đứng lại đó, đứng lại đó đó, chứ đừng nói không ao giật, đỡ đi, nó rửa tay thấy không, thấy rửa tay đi, rửa tay tao lại tao đo đàng hoàng cũng cho luôn, biết mày sao, tôi giật cậy mày. Dạ được đi cô, được rồi. Đâu chơi sao cho chú coi coi. Quay chú coi coi.
bác Nghị học hỏi kinh nghiệm nha. Rồi chụp. Ờ vậy đó ha. Để đi con ngốc liền nó bắn này. Thấy bảo làm nhẹ nhàng quá không? Bây giờ còn ở đây 2, 4, 6 với 2 phần rồi đó. Còn 8 phần. Hiện giờ là 2 giờ 10 phút rồi. Là mới phát nãy giờ 10 phút rồi, cũng lẹ. Dạ. Quay cái nặng vô á. Để nằm xuống đi, nằm xuống. Xách ra. Dạ. Được món nào xuyên gần chín chưa? Chưa. Thì bữa nay thì Thủy nấu cháo vịt với làm gỏi với thịt bò xào bông thiên lý để mình hên đãi mấy anh chị phụ phát quà với Thủy. Thì đây mình rang gạo. Rang gạo bắt nồi cháo lên để nấu cháo vịt các bạn. Vậy là còn 4 phiếu phải không? Dạ. Đây là phát cho em Quy. Quy đi làm á, chú nhận thế dùm cho em Quy. Chú ở sớm. Dạ, nhận con chú. Con ăn nhiều nhé, đại diện gia đình nha. Dạ. Vậy là đó thì anh về nói thằng Quy nha. Dạ 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 dạ. Rồi cảm ơn chú. Rồi. Con đại diện nói cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ. Đây là Chí Linh, anh của Chí Hiền đúng không ạ? Vé số còn chú Tư? Chú Tư? Còn vé số không mời anh em có ai mua giúp đỡ không? Rồi chú nhận chú để đây đi, chú dãy góc đi đi. Chú Linh để góc cho chú ở đây chú Linh. Rồi chú để đi bán số xong rồi hả lấy về. Vậy là mình hiện giờ còn có 2 phần nữa mà. Còn có 2 phần nữa là hết á. 42 phần như phát như vậy là hết 40 rồi đó. Ừ, nhận chưa? Chưa. Mười nhận nó vậy còn một phần. Dạ. Dạ. Rồi có mười nhận đi, cậu để đây cậu ở phụ ăn, cậu hủ với coi tụi con nha. Dạ, thì
Rồi. Lại cảm ơn đến các anh chị Mạnh Thường Quân. Yeah. Cảm ơn Thủy Hiền. Nãy giờ anh Nghị bán cái số giùm cho chú hả? Được mấy tờ? Con tờ chú ơi. Ờ à, đó. Còn nhiêu mời bạn con mua hết à? Cấp cho chú hả? Anh mua em tờ số nha. Hả? Mua mua giùm đi. Nam. Mua em tờ số. Mua em mua. Anh mua đây mày, anh mua không? Chú ta chú Tư. Rồi lấy hết luôn. Thấy không? Thấy con má có gì không? Phải ông không có biết bán mà. Rồi kêu ông chồng biết bán số rồi. Kệ bán số luôn đi. Nè. Nè. Cảm ơn mấy bà con mình đến. Đúng năm. Rồi là gì? Rồi. Nó cũng có ăn nữa, nữa đây có ăn. Đúng rồi. 10 tờ. Mới lại hả? Ừ. Cảm ơn chị khách nha. Rồi, số nữa nha. Dạ, đi chung. Đây các bạn, những anh chị em mình phụ phát quà sớm giờ của với vợ chồng mình đây nè. Vợ bả khẩu trang coi mới thấy mặt được hết. Hôm nay con cũng cảm ơn thím Bảy, rồi chị Luôn, rồi vợ chồng Nghị, rồi anh Long, thì em Hiền, rồi cô Mười. Cô Mười ở đứng hơn sao không ấy. Con cũng thay mặt gia đình con cũng cảm ơn anh chị hết. Rồi với ở lại mà dùng cháo với gia đình con nha. Rồi giờ mình vô nắp cháo nha các bạn. Rồi. Dạ. À, buổi hôm qua hôm nay đó, thành công tốt đẹp mà chỉ còn có một phần nữa thôi mà người ở xa tới trễ chú ba ở đây đã xác nhận rồi. Rồi kinh thủy vừa thay mặt bà con quay ở đây á, trân trọng cảm ơn hai cô đã có đỡ hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nghèo tại quê nhà. À, một lần nữa xin cảm ơn cô và luôn chúc hai cô được nhiều sức khỏe và hạnh phúc an lành. Dạ, cảm ơn cô Tám và cô Diệu. Con không có thay mặt cảm ơn cô Diệu đã giúp cho bà con của tụi con. Thôi giờ lên phụ Hiền với Thủy nhiêu đây về, giờ về còn đi phát nước nữa, phát nước cho bà con ở phút sau. Thì em cảm ơn chị, cảm ơn anh chị nha. Rồi thôi giờ về còn đi phát nước cái thôi, ở chơi à. Và hôm nay cũng nhanh lắm các bạn, phát chừng có chừng hơn nửa tiếng là xong à. Thì xong rồi thì Thủy nấu cháo rồi mời thím Bảy rồi mấy chị cô Mười đồ. Còn chị Phương với anh Nghị đồ thì công chuyện bữa nay cũng phát nước ở dưới á, nên chị Phương anh Nghị đồ không ai ở lại được, nên trong gia đình mình ăn không ơi. Mời các bạn cùng dùng cháo với mình nha. Thầy thím Bảy cô Mười đồ mẹ đồ với, mời cả nhà nha. Chị Thắm dùng cháo nha. Con múc cháo thêm. Cháo thắm ngon lắm. Bảo thịt không bảo mà hơi gấp cho con. Bảo có ăn đồ đó kìa. Bảo có lấy đồ kìa. Bảo chạy vô lấy đồ ra con. Ăn đi con. Lấy đồ ra con. Ăn đồ kìa. Khách cho con người đi. Con người lớn nha. Gấp người lớn nha. Trời ơi. Cho con người bật bự. Bữa nay có bé mới lên. Thì Quyên nay đi ngày đầu tiên bữa nay là Quyên đi ra tụ trường đặng quét dọn trường á các bạn, đặng mời Quyên đi học. Rồi con gấp đi, gấp bỏ cho bà Út đi. Để em gấp. Muốn không? Muốn cái này gấp không phải chị gấp để muốn. Quyên thứ hai là trường mình đi học rồi à. Con muốn hả? Hôm nay ở Quê Bình cũng có tin vui là thứ hai tuần này, đến nay là mình phát quà được bữa thứ bảy. Là ngày mai chủ nhật mốt thứ hai á là học sinh ở quê mình á đi học lại. Ôi sao kỳ vỏ trơn rồi chém mình không có. Lấy. Nãy giờ mới bắt. Đây chị Thắm ơi. Bữa nay á thì cũng cảm ơn mẹ với cô Mồ với chú Bãi chị Thắm rồi để phụ mình dịch với em nữa. Cảm ơn hết trong gia đình. Hả? Cái ca hả? Uống đi không? Còn hai gót. Chấm nước mắm luôn hả nè. Cho nhẹ mấy. Con bị bén hả? Đừng muốn cho bột xương á. Bén thịt mà. Chứ con cho bột xương. Dạ, cho bằng muối xương, ăn cho bột xương. Ăn xương như bột xương hả? Ba con thịt từ nóc xuống. Thịt ngọt. Cảm ơn.
dịch này giá vậy như giá heo ạ. Vy ăn chấm nước mắm không? Con thịt cho ta. Nãy giờ bảo biết làm gì không? Lấy hai cái hút, nói lại đừng hút. Hút cái vàng cái bảo. Truyền nước à. Truyền nước. Cháo có nhịn nữa ha. Bữa nay phát quà nhanh hết nha chị. Làm ly làm đĩa. Xoay qua xoay lại cái xong. Tại vì cái mùa này ở tháng này nè ai cũng khó khăn á, nên cái phần quà người ta quý á, người ta lại nhận cái phần quà mình thấy là được một tháng ăn của họ vậy đó, người ta mừng á chị. Cả chị Thắm có nhận mà chị Thắm nói cho em nghe cái ý kiến chị dài. Chị Thắm đi cô Mười nè. Dạ. Mời chào, mời nói đi nè. Thắm nói đi Thắm. Chị Lan chị nói đi. Thôi hai đứa nói được. Sao ý nghĩ sao? Ý nghĩ em như là chị nhận được phần quà, chị có trong lòng chị có mừng không? Em nhận được phần quà em cũng mừng, nhưng mà nó ít, nhưng mà em mừng ăn cả tháng trời luôn. Hồi hôm qua nghe chị nói là em cũng rất là mừng. Cảm ơn hai gia đình. Trước mắt thì Thủy xin cảm ơn Mạnh Thường Quân để theo dõi kênh của Thủy, với cảm ơn cô Tám với cô Diệu để hỗ trợ cho Thủy được cái số tiền để mua phần quà cho bà con nghèo quê Thủy. Thủy một lần nữa xin cảm ơn hai cô. Bữa nay thì mình làm cái món ăn này để đãi mấy tiếng với cô với mẹ rồi. Thì trong gia đình thì thôi clip của Thủy đến đây đã hết. Thủy mong cả nhà hãy đăng ký cho Thủy và chia sẻ thì giúp cho Thủy nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.